hít vài bi rồi đứt. Chẳng giống như các bác ấy, bà nghiện hút, cho nên chết là cái lẽ đương nhiên, sống chỉ hao tổn bạc tiền của thiên này giả địa. Cho nên em khuyên tất cả các bác, nhất là các bác thanh niên, đừng có dính vào nghiện hút, tự thắt nút cuộc đời, thân hình thì tả tơi mà si đa, ôi trời cứu. Vợ em đi rồi để lại bố con em trong cái cảnh mì ăn thay miến. Ôi trời, vâng, bác xin con nhé. Dạ, con lại tính nói gì? Con định vào gì bác? Con định vào gì? Con định vào gì bác con? À, con làm con nhé. Đi lên sao lại ngơ ngác à? Em đang nói đến con thì lại nó đi lên. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng không ạ? Vàng mì ăn thanh miến mà gà sông thiến nuôi nhau. Em có mỗi thằng con, em không, nó vừa rồi lấy vợ rồi. Còn em thì bao nhiêu năm qua vẫn khổng không gối chiếc, liếc mắt nhìn trần, bần thần đau khổ. Nhiều lúc muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn. Thế thì nghe thấy ở làng bên hôm nay là có con bé Na kìa mà mít, nó lại tuyển chồng. May thế cái này hôm nay em ấy, may quá hôm nay em sang em tuyển phát các bác ạ. À, em biết là thôi sang đấy thể nào nó cho em trượt, nhưng mà có các bác đồng chung đông như này, các bác giúp đỡ em kể gà cô này nó quánh em trượt, các bác cho em đỗ các bác nhá. Được không ạ? Nó ngớ bố đi chung. Để em gọi xem nó đang ở đâu. Từ chiều giờ em tìm không ra các bác ạ. Hả? Không, tôi đang đi tìm Na thì hôm kia lại bảo tìm Xoan. Lạc đề này. Để em gọi. Ôi sao đông Na thế? Có cả mấy bác đàn ông cũng ơi. Ôi Na. Ôi giời. Na ơi. Na ơi anh đến đây Na. Em không ra đón của anh chúng ta Na bây giờ. Na ơi. Đứa nào gọi gì bà đấy? Ôi giời, lại xưng bà với mình. Không có phải giọng nó không? Anh đây. Anh là thằng nào? Anh là Loa bố thằng Đài đây. Loa là thằng nào? Loa hôm nay sang đây với em, sang thăm em. Hôm nào vẫn chắc chít ở trên phây đấy. Ra đây anh gặp tí cháu. Láo quá nhỉ. Mau lên con. Đấy, nó sâu nhỉ. Với mình xong nay nó bảo mình là con nó, không hiểu cái thằng Loa với thằng Đài đó. Cái thằng nào mồm ngang mũi dọc ra sao mà dám xưng anh với mình. Láo quá, thế để tao ra tao xem mặt mũi mồm ngang mũi dọc mày là thế nào mà láo thế. Úi giời, úi giời. Chú ạ. Anh chào cháu. Ơ thế sao lại anh chào cháu? Chị vừa gọi cháu chào chú thì anh chào cháu gì? Mà này ăn uống nó nhiều vào, ăn ít quá xanh xao vàng gọt lắm. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. Các bạn cháu cũng bảo là mày phải ăn nhiều vào, bồi dưỡng vào để chúng tao nhìn thấy mày được rõ hơn. Chứ nhìn xanh xao vàng gọt quá. Đấy. À chú năm nay bao nhiêu tuổi? 5.2. 5.2 là bao nhiêu vậy? Là 52, mày không biết tính à? Giời ơi, 52 thì nói thật ra là 52 đi, lại còn 5.2 đấy. Mày nói thế nó sang. Thế em bao nhiêu chấm hả cháu? À để nói theo cái ngôn từ của chú ấy thì cháu lộn xộn so với chú. 2.5. 2.5? Vâng. Trẻ quá. Vâng, đúng rồi. Nhìn với 5.2. Thôi thế này, anh đi vào câu chuyện luôn. Câu chuyện gì? Chú ấy là 52 tuổi, là hơn mẹ cháu 1 tuổi, cho nên phải gọi là chú là đúng rồi. Mẹ kệ mẹ mày. Đấy là việc của anh cháu. Tự nhiên lôi mẹ ra đây. Hả? Tuổi tác không thành vấn đề, miễn là ta mãi được về đồng chung. Đúng không bác? Tự nhiên lôi mẹ ra lôi tuổi đây. Cứ nói là tuổi tác là chỉ muốn không đi. Ôi trời. Ôi. Chú, anh ơi. Ôi thôi. Theo em thì anh lên nút lệ vào trong, không nên khóc. Bởi vì anh biết là sao không? Từ từ đã. Khóc mà mấy bác kia còn cười. Xong này còn live stream. Thế khóc thì đã làm sao? Bởi vì cái mặt anh như này mà khóc nhìn nó xấu lắm. Xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Mặt tiền trông chẳng ra gì, bên trong nội thất tiền nghi bất ngờ. Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơm chút tình. Bỏ ngay cái kiểu chê bai đi. Nó cứ nói đến tình duyên là lại muốn khóc. Bảo anh ấy bật cho cái nhạc kịch. Anh cho em tí nhạc để cho ông ấy trình bày một cái. Anh tặng em cũng hoa đó. Lại tặng hoa cái này. Cầm hoa đấy.
đây để nghe anh nói đây. Anh cho nhạc to đi cho em. Anh lạc lặng câm đêm ngày thương nhớ âm thầm, muốn ngó cùng ngã tâm sự đầy vơi. Người anh yêu yêu nhẫn trên đời, đồng chung quê anh tuyệt vời, không mơ cao sang lụa, không mang bố thì đẹp hoa. Đố ai quét sạch lá rừng để ta quyến gió, gió đừng rừng cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới thế. Chứ đắm say yêu nào. Hết. Hết rồi à? Các bác vỗ tay một cái. Đấy. Cái gì đấy? Máy bay. Giời ơi, hát được sao lại máy bay bay vù vù như thế? Em nghe chưa? Hát hay quá, cái hoàn cảnh nghe quá éo le. Mà anh vừa vào đây anh nhìn thấy con người em là anh đoán được tất cả mọi thứ. Cái gì? Cho nên anh muốn lấy em làm vợ. Vừa vào đến đây. Anh chết lại không? Hai ông này này đến tuyển đây. Hả? Hả? Thôi. À vâng, vâng. À vâng, vâng. À vâng ạ. Nè. Tôi vâng vâng. À, tôi đang diễn kịch lên thế này không? Anh ơi. Nói tôi tưởng hai ông lên diễn luôn. Nhưng lên thế tuyển luôn. Vâng, xin cảm ơn hai anh nhá. Đấy, thấy chưa lộc chưa? Tôi đang ấy, tôi tưởng hai ông lên ông đi diễn tuyển cái là thôi tôi chuẩn luôn. Đến này nghe à. Cái hoàn cảnh của anh là nó ngậm ngùi lắm. Đúng rồi. Tôi nhìn thấy em là tôi đoán được hết tất cả mọi thứ rồi. Thế nhưng mà em thấy là hơi nghi nhá. Vừa đến nhà nhìn thấy em mà đoán hết được con người của em. Thôi đừng có bốc phét. Sao này bốc phét? Đừng có mục tiêu nhá. Cầm hoa đây anh phán to. Phán cái gì? Anh biết tuột tuột về em. Cái gì anh không biết? Làm sao mà đây. Alo, được rồi. Thế nào em nói thế nào mà lại tốn pin thế? Em vừa nói tí hết sạch pin. Bổ đôi quả dưa này ra. Sẽ cho ta một lá số tử vi. Em là bé thì nhỏ, lớn thì to. Không ăn thì đói, ăn vào thì no. Đi học dốt hơn thầy giáo. Nhà có cái cổng quay ra đằng ngõ, có con chó cắn ra đằng mồm. Đúng là sai cãi. Rồi ôi, à? Đúng quá. Đúng không? Đúng 100%. Từ trước đến nay đi xem bói bao nhiêu lần rồi, chưa có lần nào mà xem nó lại chính xác như thế này. Thế ôi dồi anh ơi, quá chuẩn luôn. Chỉ có một cái quả dưa này mà anh ấy biết thuốc tuột tuột được cái con người của em. Anh siêu thế, anh giỏi hơn cả cái bà bổ câu rồi đấy. Bà bổ câu tuổi gì? Bà bổ câu trước là đệ của anh. Đầu tiên đến học nhá. Đấy, anh cho xem là đầu tiên là hai quả dưa, ba quả dừa, bốn quả dừa, năm quả rau dừa, sáu là rau dừa. Xem kém của anh chuyển xuống cho xem bổ câu. Thế là bổ câu không được đuổi đâu ấy. Đuổi rồi à? Năm miếng. Dạ không, em không ăn ạ. Anh ơi, bây giờ thế này nhá. Anh hát thì là rất là hay. Thế nhưng mà cái giọng nhạc ấy là nó em không thích. Thế em rồi. Em lại thích là cải lương. Ủa trời, chơi cải lương không? Chơi cả cải lương. Cải lương anh, mỗi lần anh ca cải lương con Phương đầu làng thích cái lắm. Thế hát được à? Mà em là em thích cái bích mà Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà chứ. Chơi luôn. Nếu như mà hát được thì hát luôn nhá. Hát được thì là cho là tuyển. Nếu không thì là cứ từng bước từng bước một nhá. Đấy. Các bác vỗ tay cho em cái. Nếu bắt em hát cả luôn. Bắt cho vang được cho em. Nhạc vừa thôi ạ. Biển vương lá rơi
Cái đấy là của anh là nó tuyệt vời lắm rồi, hát hò các thứ nữa là hay rồi. Quá rồi. Rồi thế nhưng mà bây giờ em muốn lấy là một người chồng phải có trí tuệ. Trí tuệ gì? Ừ. Thông minh anh đã có thừa, chỉ chừa vài bận bị lừa mất xe. Anh là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỗ nào bí anh hỏi các bác ở đây. Nào thế bây giờ nhất hỏi một cái câu đơn giản như này nhá. Nếu như mà không trả lời được thì là không tuyển đâu nhá. Rồi cái gì không mượn mà trả? Tiền sai, vàng sai, kim cương không đúng, đô la sai, đốt ra luôn, ra luôn, lại siêu thế à? Chịu lấy hồn tưởng thế như thế nào rồi, ra luôn chịu. Thôi về đi nghe đuổi à? Cái câu đơn giản như thế mà không trả lời được lấy đâu ra trí tuệ. Thế đi về đi nhà đáng bao nhiêu, đi về nhá. Người ta biết ngay mà thấy hai người anh lên tặng hoa là thích hai người anh ấy luôn. Xong là cho em ra một cái câu đố cho khó, xong đuổi em về. Thế nó là cái gì? Hả? Không mượn mà trả nó đơn giản như thế mà không hiểu à? Nó là gì? Đây nghe đây này. Không mượn mà trả nó là cái lời cảm ơn. Thôi đúng rồi. Thế thì phải. Đúng rồi. Đó là lời cảm ơn. Người ta đang nói mất của người ta. Đúng rồi. Hả? Nói mất của người ta rồi nè. Các bạn xem đi. Em đang nói mất của em rồi. Hả? Chơi cái trò đấy có chơi được không? Đa thế nhá, đằng đây cũng đố đằng đấy luôn. Nhá. Cũng thử IQ đằng đấy luôn. Cho câu đố này, 3 giây em phải trả lời câu hỏi sau đây. 3 giây bắt đầu không trả lời được là coi như là vợ anh luôn nhá. 3 giây bắt đầu, 1, 2, 3, hết chưa? Đúng đấy, nào, trả lời. Trả lời cái gì? Câu đố. Đã đố được mà trả lời. Đúng chưa? Chưa. Ôi trời chết. Chưa đố các bác. Úi gì ngấn linh tinh. 3 giây bắt đầu này, 1, 2, 3, bắt đầu. Nào. Sông gì của nước ta? Sông gì nhá? Về con sông. Sông gì của nước ta không bao giờ bị thủng? Chịu. Sông đáy. Sao lại là sông đáy? Không có đáy là thủng sao được. Đúng không các bác? Cứ mỗi lần đúng các bạn phải vỗ tay nhằm cái. Một đều rồi ạ. Đừng đùa mấy anh. Còn non mà xanh lắm. Tiếp đây. Cô lại tiếp à? Sông gì của nước ta bị thủng? Nhanh chịu. Sông Hàn. Sao lại là sông Hàn? Thì nó thủng trong người ta hàn vào, xong còn là sông Hàn. Trời ơi. Trời ơi. Tiếp đây. Cô lại tiếp. Cái này là dễ này, các bác ở dưới này biết này. Sông gì có màu? Chịu. Sông Hồng. Tôi không biết. Sông gì có mùi? Chịu. Sông Hương. Úi dồi, thế không biết này. Sông gì to nhất? Chịu. Cũng chịu. Sông Cả. Sông gì cực kỳ nữ tính? Chịu. Sông Cái. Úi trời ơi, này là sao mà trả lời được. Tiếp một cái này này. Tiếp à. Sông gì mất rất nhiều tiền? Chịu. Không biết. Không. Sông Lô. Sao lại là sông Lô? Ông nào quánh lô đề chả mất tiền. Ôi trời ơi. Thế mà mình không biết. Úi trời ơi. Sông quê mình không nhớ ra. Cho một cái này nữa này. Lại đố nữa à? Cho một cái này nữa. Địa danh nào của nước ta? Địa danh nào của nước ta? Nước cực trong nhanh. Chị.
ở đây. Sao lại ở đây? Thanh thủy chẳng có nước trong còn gì đâu. Đúng rồi. Ôi trời ơi, tốt lắm. Mày như là lừa mình như thế này. Này này, bây giờ thế này, địa lý là nắm rất kém. Thế ngày xưa anh hỏi là đi học được mấy bài toán? Có phải cười? 3,2. Trời. Đi học được 3,2. Kém anh. Kém anh mấy phẩy? 3,4 toán, 2,6 văn. Cô giáo quý anh lắm, dũ 6 năm ở lớp 1, xin mãi năm thứ 7 mới cho lên lớp 2 đấy. Thế vì quý anh quá cứ giữ lại. Ôi dồi, mà khen anh suốt. Khen á? Khen như nào? Học sinh cá biệt. Ôi siêu thế. Em học bao nhiêu năm mới trả được khen học sinh cá biệt lần nào, anh siêu đấy. Thế thì bây giờ nhá, cho một bài toán, cho một bài toán mà không giải được thì về ngay Đồng Chung làm vợ. Làm vợ anh nghe chưa? Đố cái khác đi. Không đố, cứ phải toán học đã. Chia bàn tay ra để tính. Bắt đầu. Trên một chuyến xe khách, trên một chuyến xe đi từ Hà Nội về Đồng Chung, đấy, Thanh Thủy, trên xe có hai bà ba ông, năm cháu nhân cháu đi tổng cơ rồi. Xe đi một đoạn có hai bà xuống, đi một đoạn hai bà xuống nhá, tính nghe. Đi một đoạn nữa không ai xuống, không ai lên, đấy. Xong đi một đoạn nữa thì có một con voi còi xanh lét, đầu mũi to, nhìn như con điên, đi lên rồi lại đi xuống, đấy, đi xuống rồi lại đi lên, xong tiếp tục không ai xuống, tải lên. Đấy, tính nhé. Hỏi này, hỏi như nào? Từ nãy giờ xe chạy. Anh Trọng đang nghĩ gì? Anh Trọng đang vỗ tay gì, anh nghĩ gì? Từ nãy đến giờ xe chạy, anh Trọng đang nghĩ gì? Tính nhé. Bây giờ như này thì anh Trọng đang nghĩ gì thì làm sao mà mình biết được nhỉ? Hả? Lừa. Hả? Anh Trọng đang nghĩ gì thì hỏi anh Trọng, rồi hỏi cho làm sao mà tôi biết được. Anh đang nghĩ anh cầm hoa nên tặng hai đứa mình. Có thế mà không biết nhá nhỉ? Rút tí chứ gì thì em cảm ơn anh ạ. Vâng. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cho nên là thế này, học thì rất là giúp, về anh lại phải thụ đạo thêm, nghe chưa các bác ạ. Thật may mắn quá của các bác Đồng Chung thế này, em kiếm được con voi còi. Em chúc cho các bác nhà mình bước sang một năm mới sức khỏe an khang, giàu sang thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc rước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy kết. Xin cảm ơn các bác ạ. Dạ vâng.